đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin, token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin 98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến Google từ, từ coin 98 Nhưng mà thường thấy là điều quan trọng hơn ngày hôm nay đó là có hai điều liên quan tới ETF. Đầu tiên hết là chúng ta thấy là công ty BlockFi đó công ty mà uh, landing lấy lại đó mà thường thường hay chia sẻ với các bạn thường đã sử dụng là hơn một năm rồi. Thì công ty BlockFi ngày hôm nay đã nạp đơn để có thể có một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là hiện bây giờ chúng ta thấy được là tuy chúng ta đã có thường nhớ là khoảng chừng là ba cái quỹ ETF futures ở Hoa Kỳ rồi nghĩa là những quỹ ETF này đó là dựa theo hợp đồng futures chứ không phải là dựa theo Bitcoin thật sự nhưng mà ít ra đó chúng ta đã có ba cái quỹ ETF ở Hoa Kỳ thì bây giờ trên màn hình các bạn thấy được chúng ta còn rất là nhiều những cái quỹ ETF đang được chờ đợi. Tất bạn thấy được là cái phần để là status, ấy, chỉ cần để là awaiting approval, nghĩa là vẫn đang chờ đợi. Và điều quan trọng hơn hết, đó, bây giờ có rất nhiều tin đồn là trong tuần này, có thể là trong vòng 7 ngày đổ lại, chúng ta có thể thấy được cái thông tin là sẽ có một cái quỹ ETF spot, như là cái quỹ ETF này sẽ có Bitcoin thực sự được thông qua. thân nghĩ đây mới là lý do sao mà thị trường khá là, vô mạnh mẽ ngày hôm nay tại vì tin đồn này đang rất là mạnh và được nói đến bởi những cái nhà phân tích của Bloomberg và trước đây các bạn đang nhớ là cách đây khoảng chừng là vài tuần nữa khi chúng ta có Bitcoin ETF thì Bloomberg là người mà đã chia sẻ thông tin là họ cho là cơ hội một quỹ ETF được thông qua rất là cao 70% hay 75% gì thì nhớ lúc đó và cuối cùng họ đã đoán đúng thì bây giờ đó họ nói là tình hình bây giờ chúng ta có một cái quỹ ETF spot có thể được thông qua kỳ này họ không có nói là cái cơ hội là bao nhiêu nhưng mà họ nói đó là đây là một ngày rất quan trọng là ngày 14 tây tháng 11 còn 6 ngày nữa thôi thì sẽ là ngày đến hạn để mà SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đưa ra cái kết luận là họ có chấp nhận cái quỹ spot Bitcoin ETF của công ty và S hay là không và cái ngày này là cái ngày cuối cùng rồi nghĩa là các bạn thấy được là SEC đã dời lại một một số lần rồi đây là cái ngày cuối cùng họ không về được nữa có nghĩa là chỉ có hai kết quả mà thôi một là họ sẽ chấp nhận hai là họ sẽ không chấp nhận cho nên ngày 14 tây tháng 11 này đó nếu như mà chấp nhận thì là chúng ta sẽ có quỹ đầu tư ETF spot đầu tiên ở Hoa Kỳ những quốc gia khác đã có rồi chúng ta thấy được là những quốc gia như là Canada hay là Brazil đã có rồi nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ chỉ có quỹ đầu tư Bitcoin ETF future mà thôi bây giờ chúng ta đang chờ đợi để có một quỹ đầu tư spot ETF và cái quỹ này là quỹ mà thực sự là cần phải tích lũy Bitcoin cho nên rất nhiều người đang chờ đợi và hy vọng là SEC sẽ cho thông qua cái quỹ Vanex spot Bitcoin ETF này và tôi nghĩ đây mới là lý do tại sao mà nhiều người rất là hào hứng ngày hôm nay khi mà người ta nhận được là trong vòng 6 ngày có thể là biết kết quả các bạn nghĩ có được thông qua hay không các bạn hãy comment ở bên dưới thì nói tới đây đó, tôi muốn chia sẻ một số những thông tin on-chain với các bạn. À, trước hết chúng ta hãy nhìn vào một cái thông tin mà nhiều bạn hỏi thường đó chính là hiện bây giờ đó. Mức giá bây giờ thì có bao nhiêu Bitcoin đang có lời. Đương nhiên điều này là tại vì nhiều bạn muốn biết là tình hình đó là cái khả năng chúng ta có thể là thấy nhiều số lời là bao nhiêu. Thì hôm nay các bạn nghĩ đi, Bitcoin đã đạt cái đỉnh mới rồi. Thì đương nhiên có rất nhiều Bitcoin đang có lời. Chúng ta thấy được là tính tới thời điểm đó là ở cái mức giá là 67.589 thôi đã đã có 99% 26% BTC là đang có lời hiện bây giờ dựa theo classno thì đương nhiên các bạn thấy được là bất cứ một lúc nào chúng ta cũng có thể có một sự điều chỉnh mà thôi tại vì chúng ta thấy được là tình hình là có rất nhiều và rất nhiều Bitcoin đang có lời trong cái thời gian có thể nói là chúng ta thấy được là trong thời gian khoảng chừng là 2 3 tuần qua đó là tình hình rồi Thường cũng không thể chia sẻ thêm về điều này Chỉ là chúng ta cần phải có lúc nào có một cái sự chuẩn bị mà thôi Tại vì rất nhiều người đang có lời bây giờ và cái lệnh future cũng đang rất cao Nhưng mà đương nhiên các bạn thấy được là Thường nói tới những thông tin này cũng khoảng chừng là một tuần qua nhưng mà chúng ta thì được giá vẫn là tốt cho nên không có gì đảm bảo hết chỉ là thường chỉ muốn chia sẻ để các bạn có một cái tâm lý mà thôi cho nên lúc mà các bạn thấy là giá có thể bị điều chỉnh cũng rất bình thường tại bây giờ đang có rất là nhiều người đang có lời và nói tới đây đó lúc nào thường cũng muốn nhắc nhở các bạn là mỗi lần mà tình hình thị trường tốt như vậy đó thì thường chỉ có thể nhắc nhở các bạn mà thôi là những ngày nào mà có lợi nhiều thì lúc nào các bạn cũng cần phải có những cái chiến lược chốt lời đó mới là điều mà các bạn cần phải nên làm tại vì đầu tư thì đương nhiên các bạn đầu tư là phải có mục đích chứ hồi đầu tư chỉ để đầu tư cho nên các bạn cần phải có những cái chiến lược sẵn cho bản thân của mình chứ không phải là các bạn cứ đầu tư mãi mãi được chúng ta thấy được là lúc nào cũng là như vậy cho nên thuận mỗi lần mà thị trường tốt thường chỉ nhắc nhở các bạn điều này mà thôi cũng như là khi thị trường cực kỳ xấu thường nhắc nhở các bạn những cái điều như là nhìn vào thời gian dài hơn để các bạn có vững lòng tin hơn khi thị trường tốt thường sẽ nhắc nhở các bạn ngược lại là chúng ta cần phải có những cái chiến lược chốt lời lúc nào cũng như vậy và điều này đương nhiên rất là cá nhân tùy theo mỗi bạn mà thôi bây giờ thuận sẽ à, trả lời một số câu hỏi với các bạn liên quan đến là nhiều bạn Thuận là cái chỉ số nupl đó bây giờ tới đâu rồi chỉ số này như mà nào mà mới tham gia vào đó thì mỗi một lần à, để thuận trở lại một chút các bạn thấy được cái đường mà màu xám bên dưới này đó đó chính là giá cả của btc cái đường mà có nhiều màu này đó gọi là chỉ số nupl mỗi một lần mà chỉ số này chuyển thành màu xanh dương đó là dấu hiệu của đỉnh một chu kỳ. Các bạn thấy điều này đã xảy ra vào tháng 12 của năm 2017 trước khi mà Bitcoin đi vào cái mùa đông crypto. Các bạn thấy điều này đã xảy ra hai lần năm 2013 tháng 4 và tháng 11 thì uh, điều này đã xảy ra và chúng ta thấy được bây giờ đó chúng ta vẫn chưa thấy cái màu xanh dương xuất hiện chúng ta vẫn đang nằm trong dùng màu xanh lá cây mà thôi thì để tính một cách đơn giản đó tính theo đơn giản thôi thì bây giờ đó cái các bạn thấy được là chỉ số này bây giờ là mức là 0,65 khi mà chúng ta thấy là 0,75 đó là đã đi vào cái vùng màu xanh dương rồi thì 0,65 khi mà chúng ta trở lại đi đi thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn thì 0,65 trước đây đó cho bạn thấy được là trên con đường tăng trưởng đó là chúng ta thấy giá của BTC đó ở cái mức này đi đi thường lấy cái mức này là hồi tháng 1 đi thì lúc đó đó các bạn thấy được là giá của BTC là khoảng chừng là 36.000 hay là trước đó nữa là khoảng chừng là 35.000 đi là ở mức là 0,65 thì 0,65 65 ở mức 33.000 chúng ta được là tăng lên tới 57.000 à, khi mà chúng ta sắp sửa đi vào có vùng màu xanh dương thì lại có một cái đợt điều chỉnh thì từ 33 cho đến cái mức mà các bạn thấy được là 57 đó thì khác nhau là khoảng chừng là 24.000 thì 24.000 đó mức giá BTC hiện bây giờ là 68.000 thì hiểu đơn giản đi đừng lấy cây máy tính ra 68.000 cộng với lại 24.000 thì hiểu đơn giản là nếu như BTC cứ đi thẳng như vậy hoài mà không điều chỉnh á thì tới khoảng chừng là 92.000 đô chúng ta sẽ thấy cái màu xanh dương xuất hiện cho nên việc điều chỉnh cũng không hẳn là xấu đâu các bạn Điều chỉnh là một điều rất là tốt Để cho chúng ta có một cái sự tăng trưởng bền vững mà dài hạn hơn Nếu như mà BTC không có những cái đợt điều chỉnh như là các bạn thấy là những đợt điều chỉnh như hồi tháng 2 Hay là hồi tháng 3 hay là hồi tháng 1 của năm nay đó Thì chúng ta đã kết thúc bộ tăng trưởng này nếu như mà chúng ta có thấy tăng tăng mãi được mà chúng ta đi vào dùng màu xanh dương thì đã có dấu hiệu đỉnh rồi mà các bạn thấy mỗi lần mà điều chỉnh thì cho chúng ta cái cơ hội để có thấy giá cả tăng cao hơn cho nên điều chỉnh không phải là điều xấu đâu điều chỉnh là một điều mà hoàn toàn là bình thường cho một mùa tăng trưởng mà thôi và chúng ta không muốn giá cả cứ tăng mãi tăng mãi tới 92.000 rồi lại à, có nguy cơ kết thúc mùa tăng trưởng này chúng ta muốn giá cứ tiếp tục tăng rồi điều chỉnh một chút tăng rồi điều chỉnh một chút để cho làm gì thứ nhất là có thể là kéo theo Allcoin tại vì rất nhiều bạn yêu thích Allcoin. thứ nhì là chúng ta muốn thấy là giá BTC có cơ hội tăng cao hơn 92.000 đô lên tới 100.000 đô và thậm chí hơn thế nữa còn về những cái dấu hiệu đỉnh khác đó thì bây giờ vẫn chưa có xuất hiện Thường sẽ tiếp tục theo dõi và khi nào mà có dấu hiệu đỉnh đầu tiên dựa theo on-chain Thường sẽ nhất định chia sẻ với các bạn, các bạn đừng có lo Chúng ta thấy được, chúng ta nhìn vào horror đi Thì à, để hiểu đơn giản cho những bạn nào mà mới tham gia vào channel Youtube này đó Cái đường màu cam trên màn hình đi vào cái dùng màu đỏ đó là cái dấu hiệu đỉnh Thì đương nhiên vẫn chưa xảy ra Chúng ta vẫn còn nằm ở phần này, cái dùng màu đỏ đó trên đây horror vẫn chưa thấy dấu hiệu đó Pure Mutable thì sao? Pure Mutable thì cũng như vậy mà thôi Chúng ta vẫn chưa thấy đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ Đó là dấu hiệu đỉnh, vẫn chưa thấy xảy ra Market Cap cho Termo Cap thì sao? Cũng như vậy mà thôi Dấu hiệu là đường màu vàng này vẫn còn cách xa vùng màu đỏ này Chúng ta thấy là tình hình là chúng ta vẫn chưa có những cái dấu hiệu đỉnh xảy ra Và chúng ta nhìn vào um, CDD đi Thì những lần mà chúng ta thấy là có những dấu hiệu đỉnh đó là cái đường màu vàng này tăng cao Có nghĩa là chúng ta có nhiều Bitcoin được tích lũy từ nhiều hodler lâu năm đột ngột di chuyển điều này vẫn chưa xảy ra hiện bây giờ và một trong những cái điều khác nữa mà nhiều bạn hay hỏi thường đó chính là pi cycle top indicator thì trước đây thường cũng ít theo dõi biểu đồ này nhưng mà thường sẽ dành thêm thời gian thì hiểu một cách đơn giản đó biểu đồ này các bạn đọc cũng rất dễ hiểu mà thôi thì thường zoom vào để các bạn thấy một số ví dụ mỗi lần mà hai cái đường này đó các bạn thấy là cái đường mà màu cam và màu xanh lá cây không mỗi lần mà chéo với nhau đó là dấu hiệu là chúng ta có thể có đỉnh thời điểm đó như là chúng ta được tình hình này là hồi tháng 12 của năm 2017 chúng ta thấy được là gần đây nhất ấy, thì dấu hiệu này cũng có xảy ra các bạn thư xảy ra vào ngày 18 tháng 5 Sau đó chúng ta thấy là giá cũng đã có một cái sự đi xuống từ 51.000 Mà xuống còn 29.000 trước khi mà tăng trở lên và phá đỉnh cung đỉnh mới như là thì bây giờ Thì hiện bây giờ các bạn thấy là hai cái đường này Cái đường mà màu cam như xanh lá cây đó vẫn còn cách xa với nhau Cho nên bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy uh, cái dấu hiệu là đỉnh xảy ra Đối với lại Pisacle Top Nghĩa là bây giờ chúng ta nhìn vào những cái biểu đồ liên quan đến on-chain đó thì không có dấu hiệu đỉnh ở điểm hiện bây giờ đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Một số những tài liệu khác on chain đó như là cái số lượng BTC nạp cho rút ra đó thì cũng khá là uh, yên tĩnh các bạn thấy được là chúng ta thấy ngày hôm uh, 6 tây tháng 11 đó thì chúng ta thấy được là có nhiều BTC rõ hơn là nạp vào. Ngày hôm qua thì có một số là nạp vào như hơn là rút ra nhưng mà các bạn zoom ra thấy được là cái uh, con số này đó không có đáng kể. Có thể nói là những động tĩnh on chain nạp và rút ra cũng không có nhiều uh, điều chúng ta cần phải quan tâm đến. Thì mình không chuyển qua để mà nhìn vào ngày hôm nay thôi Tại vì hôm nay vẫn chưa kết thúc đó thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào ngày 8 tây đi Thì tình hình ngày hôm nay đã kết thúc thường nghĩ là cũng có một cái sự là có thêm một ít Bitcoin nạp vào hơn là rút ra trên những cái sàn Nhưng mà con số cũng không có đáng kể đâu Nhìn vào những cái tài liệu tính theo giờ này có nghĩa là cái số lượng BTC nạp vào rút ra đó thì không có gì gọi là quan tâm đến hiện bây giờ Và cái xu hướng vẫn là nhiều Bitcoin rời khỏi sàn hơn là nạp vào cho nên đường màu xanh này cứ liên tục và liên tục đi xuống chúng ta nhìn vào tình hình liên quan đến funding rate thì funding rate để có một cái sự tăng trưởng trở lại funding rate là cái phí trên những cái sàn mà cho các bạn sử dụng margin future đó thì à, mỗi lần mà cái chỉ số này tăng lên có nghĩa là nhiều những cái trader bullish hơn nhưng mà nhìn xa hơn thì tình hình bây giờ so với lại cái thời điểm nóng của hồi tháng 2 hay là hồi tháng 4 của năm nay đó thì à, cái funding rate này vẫn còn chưa đến cái mức đó nhưng mà chúng ta đương nhiên cần phải để ý là bây giờ đó vẫn có rất là nhiều những lệnh future trên sàn hiện bây giờ Đó là điều mà thường cảm thấy các bạn nên quan tâm đến Có nghĩa là tình hình on chain bây giờ chúng ta nói tới Ethereum đi để, để tóm tắt lại sau khi nói tới Ethereum Thì nói tới Ethereum thì cũng như vậy mà thôi không có gì gọi là đáng kể Cái số lượng Ether nạp vào bộ rút ra trong vòng 2 -3 ngày qua thì cũng rất là bình thường mà thôi Tính ngày hôm nay đó cũng như vậy các bạn thấy được là tình hình là có thể là giá của Ethereum đã đạt đỉnh mới nhưng mà cái khả năng là cái số lượng Ethereum rút ra còn nhiều hơn nạp vào ngày hôm nay và xu hướng của Ether thường đã chia sẻ với các bạn rồi Ethereum thì xu hướng cũng như là BTC mà rõ ràng hơn là càng càng ít Ethereum trên sàn bây giờ trên sàn không còn nhiều Bitcoin và Ethereum nữa thì nó tóm lại đó tình hình on chain thường cảm thấy vẫn rất là ổn các bạn thấy được là tình hình là không có dấu hiệu gì gọi là giá cả tăng rồi đột ngột thấy nhiều bitcoin và tiền nạp lên trên sàn hết và chúng ta cũng thấy được là những chỉ số mà báo định của on chain thì vẫn chưa có xảy ra thời điểm hiện bây giờ chỉ là bây giờ đó có rất nhiều bitcoin đang có lời và chúng ta thấy được là tình hình vẫn còn rất là nhiều những cái lệnh future sẵn sàng cho nên đây là cái điều mà các bạn cần phải lưu ý đến. Mà thôi, đó là cái tóm tắt ở phần liên quan tới những tài liệu on chain. Thì chuyển qua đi tôi muốn chia sẻ một số những thông tin liên quan tới đồng Ripple với các bạn, nhất là chúng ta nói tới cái vụ kiện hiện bây giờ giữa cái công ty Ripple và đồng XRP với lại SEC bang quản lý chứng Hoa Kỳ thì đây là một cái điều kiện đã gần như là thường nhớ là một năm hay là hơn một năm rồi thì cái thông tin mới nhất đó dành cho những nào mà quan tâm đó thì hiện bây giờ thẩm phán là Sarah Netburn đã nói đó là công ty Ripple phải tuân theo cái đề nghị của SEC ban quản lý chứng khoán hoa kỳ là cần phải giao ra những cái thu âm hay là thu hình về những cái buổi họp của công ty ripple để mà giao cho SEC đương nhiên là SEC muốn dùng thời gian để mà xem những cái cuộc thu âm đó hay là thu hình đó để xem coi là có ai đó nói là nghĩ là đồng xrp là chứng khoán hay là không và tìm kiếm những cái bằng chứng là đồng xrp là chứng khoán và điều này đó là một trong những cái điều đương nhiên là không tốt đối với công ty ripple và thì bây giờ đó các bạn thấy được là tuy là chúng ta ít nghe nói tới những cái cập nhật nhưng mà thật ra mà nói là à, tại vì những cập nhật đó không được công bố mà thôi chứ còn các bạn thấy được một trong những người mà ở trên Twitter đó chính là Cham Philan thì Cham Philan đã chia sẻ đó là dựa theo tài liệu này liên quan đến cái điều kiện giữa à, SEC công ty Ripple và hai cái người mà dẫn đầu công ty Ripple đó chính là Brad Gallenhouse và Chris Larson đó, thì các bạn thấy được là có rất nhiều những cái ngày mà tới hạn như là ngày 12 tây tháng 11, rồi ngày 6 tới tháng 12 các bạn thấy là cái lịch trình này đó kéo dài lên tới là ngày 14 tây tháng 1 có nghĩa là ít ra cho đến thời điểm bây giờ đó thì có rất nhiều điều cần phải làm giữa hai bên SEC và công ty Ripple từ bây giờ cho đến ngày 14 tây tháng 1 có nghĩa là có thể là tới cái lúc đó chúng ta mới thấy à, bất cứ một cái à, lời kết luận nào có nghĩa là ngày 14 tháng 11 đó thì coi như là kết thúc cái phần mà tìm hiểu về dự án này và sau đó thì mới ra cái kết luận nghĩa là có thể là tới à, cái quý 1 của năm sau chúng ta mới nghe thông tin nhưng mà nhiều người vẫn tiếp tục là hy vọng là chúng ta sẽ thấy là cả hai bên SEC và công ty Ripple họ sẽ bắt tay và công ty Ripple chịu đóng phạt và SEC coi như là đóng lại cái vụ kiện này đó là cái điều mà nhiều người mong muốn Nhưng mà ý mà thường nói với bạn đây đó Là ít ra dựa theo cái lịch trình này của tòa Thì ít nhất đó là quý 1 của năm 2022 Chúng ta mới biết kết quả Có thể là còn lâu hơn nữa Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Hôm nay cũng còn rất là nhiều những cái bài Liên quan tới đồng Shiba Inu Thuận thì có cảm giác như là Có ai đó đó không muốn chúng ta lãng quên Shiba Inu Các bạn có thể được là tất cả những trang web đều có rất nhiều bài liên quan đến Shiba Inu và những cái bài đó là liên quan đến là chúng ta thấy là có cá voi này mua đồng Shiba Inu có cá voi kim đồng Shiba Inu như là cái bài này nói là có 20 nghìn tỷ đồng Shiba Inu được mua với tổng cộng là 1,13 triệu đô la và tại sao mà người ta biết là mua tại vì dựa theo cái tài liệu on-chain thì cho thấy được là có thể mua từ crypto.com cho nên đó là uh, điều mà được nói đến ngày hôm nay Cũng như là chúng ta nói tới là bây giờ đã có rất là nhiều người đòi hỏi là Sàn Robinhood, list tầm CB Inu Họ thì vẫn chưa có ra cái uh, kết luận là sẽ list tầm CB Inu Hay là chúng ta nói tới là cái số lượng địa chỉ ví của đồng CB Inu đó đã tăng lên từ uh, ngày 10 tây tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 thì đương nhiên rồi đó là cái thời điểm nóng của đồng Shiba Inu mà các bạn thấy được là tổng cộng đó cái số địa chỉ ví đã tăng lên 31% từ 706.000 địa chỉ ví lên 926.000 địa chỉ ví. Và một bài viết này nữa đó là xoay quanh là hiện bây giờ đó 10 cái địa chỉ ví lớn nhất của Shiba Inu lưu trữ tổng cộng 72% của tất cả đồng Shiba Inu. Và đây là những địa chỉ lớn của đồng Shiba Inu. Thì các bạn thấy được là cái địa chỉ đầu tiên đó mà có 41% của tất cả Shiba Inu đó là đây là cái địa chỉ mà và thay Buterin gửi vào để mà đốt đồng Shiba Inu và phần còn lại các bạn thấy được là đây là những cái địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều đồng Shiba Inu thì nhiều người nói là đồng này cũng là một đồng mà có khá là nhiều những cá voi lưu trữ số lượng lớn dựa theo bài viết này là 10 địa chỉ ví lưu trữ 72% của tất cả đồng Shiba Inu à, thì đây là những cái thông tin mà thuận nhận được ngày hôm nay À, cả một điều khác nữa là liên quan tới Dogecoin thì Dogecoin sắp sửa có cập nhật là 1.14.5 đó thì Elon Musk nói đây là một cập nhật quan trọng thì à, một mặt thì hầu như có rất nhiều người không muốn các bạn quên đi đồng CB cho nên có rất nhiều bài viết liên quan đến CB một mặt khác thì các bạn thì được Elon Musk vẫn tiếp tục à, ra mặt để mà ủng hộ đồng Dogecoin hiện bây giờ thì những thông tin ngày hôm nay các bạn thấy là phần lớn đó quan trọng đó chính là đối tượng là cái tin đồn là chúng ta có thể có một cái Bitcoin ETF spot ở Hoa Kỳ vào ngày 14 tây tháng 11 thì nghĩ đây là cái thông tin mà quan trọng nhất ngày hôm nay còn phần còn lại đó là chúng ta nhìn vào những tài liệu on chain thì cũng rất là ổn chúng ta nhìn vào những cái à, tài liệu liên quan đến tin tức thì tin tức cũng là tốt và có rất nhiều những thông tin liên quan tới Shiba Inu đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn và đây tất cả những cái thông tin mà thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook và twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus khi tham gia vào những sàn như là sàn Fasinmoon XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ ra sàn Bybit có một cái bonus đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là mua các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu rút tính hệ trade miễn phí cũng như là những sàn như là sàn MarginFX và nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng Lending có lại các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô Và đương nhiên Crypto Khoan rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi Đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain Một lần nữa Cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.